Ve chai và những bước chân của ba đứa trẻ dìu dắt nhau đi đã đưa chúng tôi tìm về với câu chuyện buồn có lẽ khó có thể đặt tên. Tuổi thơ của chúng dường như bị sách vở làm quên, chỉ có ve chai làm bạn qua ngày, và chỉ có vòng tay chở che của một người mẹ chẳng có gì hơn ngoài tình thương. Còn cha ư, cái tiếng gọi cha dường như đã lạc mất từ lâu lắm rồi. Mẹ lũ trẻ, một người phụ nữ khờ, kém trí, lại sinh ra trong gia đình nghèo khó. Thế là ở cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, chị bị người ta dụ dỗ rồi mang thai. Không phải một lần mà thành hai. Lần lượt hai đứa trẻ chào đời trong cảnh không biết mặt cha. Người ta bảo chị khờ, không chồng mà lại có con. Đau khổ, bế tắc bởi những lời chị nghĩ, những ánh mắt xa lánh của hàng xóm xung quanh. Nhiều lúc chị Lý Thị Thu Nga đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời. Nhưng thương hai đứa con khờ vẫn cần tình thương của mẹ. Chị Nga nhặt nhạnh những mảnh ve chai để kiếm tiền mua sữa cho con. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với chị khi gặp được người đàn ông tốt bụng, chấp nhận ba mẹ con chị Nga để dọn về sống chung. Nhưng sau khi đứa con chung chào đời chưa đầy 10 ngày tuổi, cũng là lúc người chồng ra đi không lời từ biệt. Rồi em mới giặt xa xanh thở nhỏ đó. Rồi mới 10 ngày anh ơi mà ông nghe lời gọi ông già ông bỏ em đi thì ông thì trong nhà em á, là em nói thiệt luôn là em không có học không có tiền mà em mua trà sữa cho em bé uống, rồi gạo thóc là không có luôn. Những đứa trẻ lấm lem chân đất thiếu vắng tình thương chưa một ngày được cấp sách đến trường. Chúng tự tìm niềm vui trong đống ve chai nhặt được mỗi ngày. Kể từ khi anh hai bỏ nhà ra đi, Vũ, đứa trẻ 14 tuổi, trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà. Thương mẹ vất vả nuôi em, lại mang trong mình nhiều bệnh tật. Mỗi ngày Vũ dẫn hai em đi nhặt ve chai kiếm tiền cho mẹ thuốc thang. Nhưng mà nó bệnh vậy đó, gặp mình mấy giò cẳng tay chân đầu nó sang qua vậy, cái nó cào đau nhất của trời đất luôn. Cào khi mà ở trong nhà không có thuốc á, là em ăn cơm không có được, giật miệng giật mồm hết trơn. Rồi hai cái tay em nó coi gan vậy nè, em làm không được. Nhưng mà em uống thuốc vô á, rồi một ngày hai ngày á thì em ăn cơm được. Con đi lượm ve chai ở đâu và bao lâu mới về? Dạ coi lượm nha, ở ngoài ấp tôi với trong đồng ruộng. Từ khi nào tụi con mới đi về nhà? Dạ, 1 giờ cô mới về tới nhà. Cô về tới nhà mẹ có nấu cơm gì cho tụi con ăn? Dạ có. Dạ mẹ con đi tìm mẹ con mua đồ ăn héo về cho con ăn. Cô Linh với mấy anh em đâu có thích đi học không? Con không thích. Con muốn ở nhà với mẹ nghe chai. Sao vậy? Con không muốn đi học. Sao vậy Linh? Dạ ở chồng đi mẹ ai cũng chọc con không mà. Chọc con cái gì? Nói con là mấy đứa nghèo không được đi, không có tiền mà đi vô học. Con rồi con đi chơi rồi mẹ chừng nào mẹ con kêu con về.
Và cứ thế mỗi ngày, bọn trẻ lại trốn ra sau nhà ê a từng câu chữ. Dùm chồm hả cha? Những đôi chân trần bé nhỏ lại tất bật lang thang mưu sinh giữa đường đời.